Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình là Vật và Blog đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để tạo được một cái mã QR nhá, mã QR code đấy anh em ạ. Thì đầu tiên để tạo ấy, thì anh em vào cho mình ứng trình duyệt nhá, Google Chrome hoặc Safari đều được nhá. Anh em ghi cho mình cái cụm tìm kiếm là QR code nhá, QR code anh em bấm tìm kiếm. Ok, anh em lướt xuống nhá. Thì đây là hai cái trang web để tạo mã QR code mình thấy là nó dễ sử dụng nhất anh em nhá. Thì hai cái trang web này này thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả nhé. Thì cái này nó sẽ có một cái trang web để tạo miễn phí nhưng mà nó không được mở rộng ấy. Còn đây là cái trang web mà tạo mà nó kiểu nó nhiều tính năng hơn đấy anh em ạ. Thì đầu tiên là mình sẽ dẫn cho anh em cái cách để dễ sử cái trang web dễ sử dụng nhất anh em nhé. Đây anh em bấm cho mình cái chỗ trang web là tạo QR code miễn phí nhé. Cái này là dễ sử dụng nhất này, anh em này. Đấy, anh em nhìn đây là trang giao diện của nó này. Thì ở đây đây là có các chức năng này, anh em mình có chức năng này, có thể tạo website này, VDK văn bản này, mình ấn vào văn bản này. Hoặc có thể ấn vào email này, ấn vào wifi, ấn vào VDK này. Đó, anh em nhìn chưa? Đây để tạo một cái văn bản nhá. Thì đây, em sẽ nhập cái nội dung văn bản vào. Ví dụ như là tạo này mình thấy trên TikTok này nó có cái hay là nhắn tin trên Messenger ấy. Đây mình sẽ nhập cái cụm từ khóa đó là tớ nhá. Tớ thích cậu đi. Tớ thích cậu đi. Ok, được chưa? Em nhập xong nhá, anh em ấn tạo QR code. Tiếp theo anh em lướt xuống này, nó ra em cái QR code như này. Thì đây là cái chỉnh cái cỡ của QR code anh em ạ, để cho mấy cái đường đen đen này nó dày hay là nó thưa, nó nhiều hay nó ít đấy anh em ạ. Cái này nhiều vừa này, cái này ít này. Ok, bây giờ mình sẽ ấn tải về nhá. Rồi đó, tải về xong mình thoát ra mình vào ảnh này. Ok, đây mã QR code đây. Bây giờ mình sẽ quét để xem nó có dao nhá. Mình ấn quét này, anh em nhìn chưa, tớ thích cậu chưa. Đấy, xong em lấy cái bức ảnh này anh em gửi vào trong Messenger thôi. Đó, khá là đơn giản. Để quét được trên quét trên iPhone thì khá là dễ, chắc anh em nào cũng biết. Còn ở trên Android thì anh em thì vào cái mục ảnh photo ấy, vào cái đây vào cái ứng dụng photo này. Ứng dụng photo nhá, của Google ấy, nó sẽ có cái ống kính này cho anh em này, này. Cái ống kính này anh em ấn vào cái ống kính nào nó sẽ quét thôi. Đấy, hoặc anh em có thể quét bằng Zalo nhá anh em nhá. Và Zalo quét cũng khá là dễ thôi. Đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ tạo cho em một cái web, tạo cho em đến đường link đến cái website nhé. Thì em bấm cho mình vào cái mục website này. Ok, đây ví dụ mình tạo đến cái gì đây, YouTube đây. À thôi, YouTube, tạo đến YouTube đi anh em này. Từ từ mình xóa hết đi nhá. Mình tạo đến YouTube nhá. Ok, mình ấn tạo QR code này. Đó, bây giờ mình sẽ ấn tải về nhé. Rồi đã tải về, mình vào ảnh này. Đây là cái bản vừa lấy mình xóa đi nhá. Đây là cái QR code mình vừa tải về đấy anh em nhá. Bây giờ mình ấn quét này xem có ra được cái trang trang YouTube của mình nhá, ấn quét này. Ở đây là cái trang Facebook anh em ạ. Mình ấn vào Facebook xem có ra Facebook của mình nhá. Ở đây mình phải đăng nhập tài khoản là mình mới xem được. Đây mình sẽ tạo cho em luôn cái của cái gì nhỉ? Của cái YouTube nhá anh em nhá. Cái trang cái mã dẫn đến trang YouTube của mình nhé. Đây khá đơn giản thôi, mình sẽ ấn vào cái chỗ nhập website này, mình xóa hết cái dòng tạo Facebook đi này. Ok, mình sẽ ấn vào YouTube này, mình lấy cái link YouTube kênh của mình ấy, mình ghép vào đây, xong mình ấn chữ tạo QR code nhá. Đấy, đây nó sẽ ra cái mã QR code anh em, ấn tải về. Rồi tải xong mình vào mình ấn mở lên quét này. Ok, đây trang YouTube đây, mình ấn vào cái bức ảnh này nó sẽ dẫn đến trang YouTube cho mình nhá. Hay chọn YouTube chỉ một lần. Theo có ra không nhá. Ok, như vậy nó đã ra được cái trang YouTube của mình nhá. Nếu anh em thấy hay hãy đến ấn đăng ký nhá. Và đặc biệt là kênh mình mới update một cái video đó là xem Netflix mode Drama miễn phí nha anh em nhá. Ở trên đây có rất nhiều phim luôn, mình mới đăng tải được có 7 giờ trước thôi. Ok. Đây là đối với cái trang web thứ nhất nhá. Còn đây là mình sẽ dẫn cho em vào cái trang web thứ hai nhá, một cái trang web mà nó nhiều chức năng hơn. Ok, anh em ấn tìm kiếm cho mình chiếc code này. À, QR code anh em ạ, QR code. Ấn tìm kiếm này. Đó, đây là cái trang web thứ hai. Cả hai trang web này thì mình đều sẽ để ở dưới phần mô tả của video nhá anh em nhá. Ok, đây là cái trang web thứ hai này, anh em ấn cho mình này. Em nhớ này, cái trang web dễ sử dụng thì nó có cái màu xanh lá cây, còn trang web là mở rộng nhiều tính năng thì nó có cái màu xanh nước biển anh em nhá. Ok, ấn vào này. Đầu tiên là QR code connector nhá anh em nhé. Connector. Thì cái trang web này thì để mà sử dụng được cái mở rộng anh em ạ, khi mở rộng nhiều chức năng hơn ấy
Thì đầu tiên là anh em hãy đăng nhập vào cái trang web này cho mình nhá. Anh em ấn được cái dấu ba gạch này. Ấn đăng nhập nhá. Ok, thì anh em đăng nhập dễ dàng, anh em đăng nhập bằng Gmail hay anh em email anh em ạ. Ghi email mật khẩu vào thì nó sẽ đăng nhập vào thôi. Đây là mấy cái QR code mà vừa nãy mình tạo anh em ạ. Thì bây giờ mình sẽ tạo cho anh em một cái QR mới nhá. Ấn vào dấu cộng này. Anh em ấn cho mình vào dấu cộng này. Mình thấy cái trang web thứ hai này thì nó nhiều chức năng hơn anh em ạ. Nó có ghép khung ảnh các thứ. Đây thì nó cũng có website rồi. Đặc biệt là cái này nó có cả ghép và media ấy. Cả link media âm file âm thanh ấy, anh em ạ. Với cả cái feedback này, video nhá anh em nhá. Có cả ghép cả video vào luôn. Event này, PDF này, Facebook này, app 13 nhá. Ghép cả nhạc vào luôn, cả bài hát vào luôn anh em ạ. Ghép cả ảnh này. Để mà đây nhá, anh em sẽ ấn cho mình vào cái chỗ cái dòng của cái chỗ là static coder này. Code này, ấn cho mình một cái dấu cộng ở dưới này nhá. Đó, thì đây nó sẽ có thêm một số chức năng đấy anh em nhá. Đấy. Nhìn mình chưa? Cái text này, cái văn bản này, tạo tin nhắn Messenger bằng QR code này. Thì đây nhá, mình sẽ tạo cho anh em cái bằng cái văn bản nhá. Ấn next nhá anh em nhá. Nếu mà chọn xong chức năng rồi thì anh em ấn next nhá. Ok, bây giờ anh em ghi cho mình một cái dòng chữ khác vào. Ví dụ như là tin nhắn là đăng ký kênh nhé. Ok. Đó, tiếp theo là nhập xong thì anh em ấn tiếp vào next nhá. Ấn tiếp cho mình là next. Đó, thì bây giờ nó hiện lên cho anh em cái đăng ký kênh nhé này. Anh em nhìn chưa? Nó sẽ chuyển ra cho em cái giao diện để anh em có thể chỉnh sửa nhá. Đợi đợi, đây là cái QR code mà mặc định của nó nhá. Còn bây giờ anh em muốn chỉnh sửa cho QR code nó đẹp hơn ấy thì em ấn cho mình vào chữ customize này anh em này. Cái dòng trên này customize này. Ấn vào. Đó, thì nó ra cái giao diện nhà cho anh em. Đợi nó load một lúc nhá. Thì ở đây anh em có thể chỉnh cho mình là cái chữ này hoặc là cái này là cái khung anh em nhé, cái khung bên ngoài viền cái QR code đấy. Cái này là có thể là cái này là cái chữ QR code này, còn cái này là cái logo nhá em nhé. Mình không chỉnh sửa gì, mình sẽ ấn download nhé. Đợi một tí nó sẽ tải về máy anh em nhé. Mình ấn download nhé. Em đợi nó sẽ tải về cho anh em nhé. Đấy, đang bắt đầu tải về này. File được tải về nhé. Em chuẩn bị ấn mở cho mình nhé. Vào photo. Mình sẽ xóa cái bức ảnh mà mình vừa tạo ở cái trang web kia đi. Đây, đây là cái QR code mà vừa nãy mình có tải về nhé. Anh em nhé. Mình vừa tạo đây. Bây giờ mình sẽ ấn vào quét xem nó có ra không nhé. Ấn vào quét này. Anh em nhìn chưa? À, đăng ký kênh nhé. Đấy. Như vậy đây là đối với văn bản nhé. Còn bây giờ đối với trang web của đối với tạo trang web như kiểu Facebook thì như nào? Đây nhá, mình sẽ ấn vào tạo mới này. Tiếp theo mình sẽ ấn vào cho mình nữa là website anh em nhé. Ok, ấn next này. Ấn next nhá. Tiếp theo là ấn điền cái link website vào nhá. Ví dụ mình điền đây là Facebook đi. Đâu rồi, mình sẽ điền Facebook vào nhá. Để tí xem nó có ra Facebook không anh em nhé. Thôi điền YouTube đi anh em ơi. Ok, điền YouTube đi, điền Facebook tí lại bắt đăng nhập. Ok, YouTube nhá, em ấn next nhá. Rồi. Em đợi nó một lúc này. Đợi một lúc nó chuyển cho em cái giao diện để chỉnh sửa nhá. Để chỉnh sửa QR code ấy, cho nó đẹp hơn đấy. Ok, đợi nó loát lên này. Này, mình vừa quay màn hình đó nên là nó hơi lâu một tí anh em ạ. Đấy, nó lên cái mã QR code này. Đó, bây giờ anh em ấn cho mình vào cái chỗ này là customize nhá. Để có thể chỉnh sửa được cái QR code nhá. Ấn vào customize này. Chỉnh sửa được khung các thứ rồi logo nhá. Được chưa? Đây là cái khung để chỉnh sửa nhá.
Đây mình có thể chọn được tùy được khung này, khung gì cũng có này. Đó. Ok, mình chọn cái khung khung như này nhá. Mình nhấn XD này. Tiếp theo đến cái đen đen xuất hiện trong QR code ấy thì anh em có thể chọn được kích cỡ các thứ này. Đây mình ví dụ mình chọn cái định dạng như này đi. Đấy. QR code như này đi. Đây mình ấn đó xong mình ấn đóng vào nhá. Tiếp theo là đến cái logo. Thì để mà logo để cho nó có cái hình hình ở giữa cái QR code này anh em ạ. Đây ví dụ nhá, mình sẽ tải một cái ảnh của nó lên nhá. Mình cứ tải một cái ảnh riêng của mình lên này. Ok, ấn tải một cái ảnh riêng của mình lên nhá. Ấn vào ảnh này. Đây đi, cái ảnh này đi. Đấy mình ấn hoàn tất này. Anh em đợi một lúc nhá. Đó, như vậy nó đã tải cho anh em được cái ảnh mà anh em muốn lên chưa anh em nhìn chưa? Nó có cái hình ở giữa này, hình ở giữa cái QR code nhá. Ok, đó xong em ấn đóng này. Tiếp theo xong như này rồi đấy thì anh em ấn cho mình cái chữ đăng nhé, đơn này. Ok đấy, đây là cái QR code mà khi sau khi mình đã chỉnh sửa xong nhé. Bây giờ anh em ấn cho mình chữ download về đây xong. Ok, nó là tải về nhá. Rồi xong, tiếp theo mình ấn vào ảnh này và sau đó là mình sẽ ấn tìm kiếm cái QR code này. Đây cái QR code mình vừa tạo xong mình tải về đây nhá. Và mình sẽ ấn tìm kiếm sẽ ra cái trang của YouTube nhá. Ấn tìm kiếm này, ấn quét đấy. Ok, mình sẽ ấn vào này, ấn vào cái bức ảnh này. Đó, như vậy nó sẽ ra được cái trang YouTube của mình nhá. Đó, anh em nhìn chưa? Ok. Thì cái trang quét thứ hai này nó khá là hay vì nó có thể là ghép được cái ảnh vào giữa này nhá anh em nhá. Đấy, nó ghép được cái hình mình mong muốn vào cái vào giữa này. Khá là xịn xòa luôn. Ok, thì nếu anh em thấy clip của mình hay ấy hãy để lại cho mình một like và một đăng ký để ủng hộ mình nhé. Nếu có thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận ở bên dưới video nhé. Ngoài đặc biệt anh em, hai cái trang web này thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả video nhé. Ok, hẹn gặp lại anh em trong các clip tiếp theo.